Sài Gòn không bỏ rơi người nghèo thời Covid-19. Giữa mùa dịch Covid-19, những tấm biển phát đồ miễn phí xuất hiện ngày một nhiều trên từng con phố, ngõ hẻm tại Sài Gòn. Những phần đồ ăn gồm mì gói, nước tương, trứng vịt, bánh tét, bánh mì được trao đi với lời nhắn: nếu khó khăn xin hãy lấy một phần, nhằm chia sẻ với những hoàn cảnh thiếu thốn trong mùa dịch. Những quán cháo, quán cơm với tấm biển miễn phí mùa dịch cũng ngày một phổ biến. Các địa điểm hỗ trợ thức ăn miễn phí cho người nghèo, người bán vé số, vô gia cư, khuyết tật đã xuất hiện tại quận 1, quận 10, quận 11, Bình Thạnh, Thủ Đức. Lời nhắn ai cần cứ đến lấy trứng vịt và mì gói, cùng nhau vượt qua Covid tại một điểm phát đồ miễn phí khiến nhiều người ấm lòng. Thành phố có thể vắng vẻ hơn trong những ngày này, nhưng vẫn không thiếu sự tử tế, tốt bụng. Một miếng khi đói bằng một gói khi no, dịch bệnh cũng không thể ngăn được những điều tốt đẹp. Đó là những bình luận của dân mạng dưới loạt ảnh chia sẻ những nơi cung cấp thực phẩm miễn phí tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo lời kêu gọi sống khác của Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân, người dân thành phố đang thực hành tiết kiệm, ít đi lại hơn, song cũng cố gắng san sẻ nhiều hơn để cùng nhau vượt qua đại dịch. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng xác định người vô gia cư, bán vé số là những đối tượng cần được hỗ trợ khi triển khai công tác chống dịch. Bấy lâu nay họ sống nhờ tiền bán vé số, nay dịch vụ xổ số tạm dừng, họ phải kiếm ăn từng bữa. Còn phải dành tiền gửi về cho gia đình, chúng tôi cần có sự sẻ chia với những người này trong thời điểm khó khăn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong nói. Của cho không bằng cách cho, nên những phần thức ăn, đồ dùng không lớn về mặt vật chất, nhưng bằng những lời nhắn, lời động viên ấm áp mà trở nên tốt đẹp và có ý nghĩa hơn. Những hình ảnh giúp người, san sẻ trong mùa dịch được nhiều người chia sẻ, góp phần lan tỏa yêu thương, nhân rộng lòng tốt trong cộng đồng. Không chỉ tại Sài Gòn, những điểm phát thức ăn miễn phí giờ đây còn xuất hiện tại nhiều tỉnh thành như Đồng Nai, Bình Dương. Hãy đăng ký kênh của Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất các bạn nhé!